doanh nghiệp Việt Nam thì chúng ta phải tách ra làm hai thế hệ lớn là thế hệ đã thành lập doanh nghiệp lâu rồi, 5-10 năm rồi, thì có lẽ là hơi bị chậm bắt nhịp hơn, những năm qua mình chia sẻ về khởi nghiệp thì mình có nghĩa là như thế này, còn những cái các bạn trẻ, những bạn khởi nghiệp bây giờ mà độ tuổi khoảng 20 đổ lên, nếu là trẻ thì các bạn bắt nhịp nó rất là ngọt, rất là tốt. Cũng như trong hội trường này các bạn thấy là những cái người trẻ thì trong hội trường này thì tốt tiếp cận với công nghệ blockchain, tiền điện tử rất là dễ. Thì khi doanh nghiệp trẻ bắt đầu khởi nghiệp, họ mới vừa khởi nghiệp họ sẽ bắt nhịp rất nhanh, còn doanh nghiệp lớn thì có lẽ là chậm và sẽ có một số nhiều sai lầm hơn. Vâng, và đó là những ý kiến của ông Nguyễn Thái Dinh. Vậy còn không biết là với tiến sĩ Phạm Thế Hưng thì sao ạ? Khi mà mình nghiên cứu về những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì theo ông cái thế mạnh của Việt Nam là gì, và liệu rằng Việt Nam mình có đủ sức cạnh tranh, doanh nghiệp của mình có đủ sức để cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài hay không ạ? Theo tôi, bất kể một cái công ty gì mới đều phải có một cái công tác chung sức, không một doanh nghiệp riêng là tất cả các công việc, những cái sản xuất phát triển cái máy móc công nghệ mới thì cũng cần phải có sự phân công, và đây là một cái chia sẻ công việc giữa các cái doanh nghiệp với nhau để có thể đi thành các chuỗi và các sản phẩm. Và tôi nghĩ là đối với doanh nghiệp Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm và cái khả năng tiếp xúc với các cái doanh nghiệp nước ngoài của ta. Vậy thì theo nhận định với doanh nghiệp Việt Nam trong cái giai đoạn mà 2019-2020 này thì chúng ta sẽ cần phải bắt kịp như thế nào và cần phải cải thiện như thế nào để chúng ta có thể cạnh tranh, có đủ cái động lực để cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài ạ? Rõ ràng là chúng ta vẫn còn rất nhiều tiềm năng và rất nhiều khả năng để chúng ta có thể cạnh tranh và đứng lên trong cái thời buổi mà kinh tế chia sẻ này, đúng không ạ? Vâng, và xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Thế Hưng và ông Nguyễn Thái Duy. Vâng, với câu hỏi thứ hai này thì Trang xin được phép dành câu hỏi này cho ông Dominic, và Trang sẽ đọc câu hỏi bằng tiếng Anh của chị nhé. Với câu hỏi đó là ứng dụng blockchain trong doanh nghiệp có lợi và có hại như thế nào? Mr. Dominic, what are the pros and cons of blockchain application to the business? May I ask your answer? Yeah, as I have outlined already in my previous talk before, I mean, there's certain issues, cases where it's certainly interesting for business to adopt also like blockchain technology, and where I think especially like the payments, the value transfer mechanism is something which is a proven use case, and which can help basically for small business to instantly, once you start accepting it, have a global customer base. You don't have all these problems anymore that like credit cards from a certain country are not allowed to use, or all these verification processes you have to go through. You also don't have the problem anymore that you have to store like with credit cards, for example, all your customer data, and you have then to maintain like the secure storage of this customer data, because if you attack, suddenly all your customer data is floating around the internet. So I think especially like for businesses which are looking to gain customers on a global scale, and I think there's a lot of smaller rising business here in Vietnam, which are looking to market their products globally. I think that's a very interesting value proposition. As for like outsourcing crucial business processes, I'm more skeptical about it. I think I also talked about it in my talk quite a bit. There you should be really sure if this is something you want to go for. I mean, right now you see a lot of big companies doing like all these pilot projects. They have the money to spend on it, but if you are just a small business, probably you don't have like the budget to just run tech projects where you don't really know if this is something which is worth it. Thank you so much, Mr. Dominic.
Và đó là câu hỏi của ông Dominic. Vừa rồi thì Thùy Trang có hỏi về câu hỏi đó là với ông Dominic thì ông sẽ suy nghĩ như thế nào về những lợi thế, những ứng dụng của blockchain cho doanh nghiệp, có lợi và có hại ra sao? Quý vị chúng ta cũng đã nghe những câu trả lời của ông Dominic rồi đúng không ạ? Và quý vị thân mến, đến với câu hỏi thứ ba này thì Thùy Trang xin phép được hỏi ông Minh và ông Jack Chen. Đó là ưu điểm của các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ quản trị 4.0 và blockchain là gì? Vâng, cảm ơn một câu hỏi rất hay. Tôi tên là Bùi Công Minh, đại diện cho công ty Creed STO là main sponsor ngày hôm nay, xin phép sẽ trả lời câu hỏi. Về ứng dụng của blockchain và cái ưu điểm của nó cho các doanh nghiệp ấy, cái ưu điểm đầu tiên đó là về quản trị nhân sự. Công nghệ blockchain sẽ giúp tinh giảm nhân sự và chọn lọc những nhân sự tốt và tăng tính chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp. Cái vấn đề thứ hai đó là về về quản trị tài chính. Mà một công nghệ blockchain sẽ mang lại ý nghĩa cực kỳ lớn cho các doanh nghiệp trong việc mà quản trị tài chính. Tại vì công nghệ blockchain đem lại sự nhanh gọn, an toàn, bảo mật và tính minh bạch cao. Và điều đặc biệt là nó vượt qua được những rào cản của những pháp lý và những cái thủ tục lòng vòng. Thì đấy là ý nghĩa của công nghệ blockchain. Và đặc biệt với những cái doanh nghiệp và về startup thì công nghệ blockchain mang lại ý nghĩa to lớn về việc mà xây dựng cộng đồng cũng như là xây dựng cộng đồng và thu hút vốn. Những cái mô hình như STO, ICO hay gần đây như IEO là những cái mô hình mà giúp các doanh nghiệp startup mà huy động được cái số vốn rất là lớn từ cộng đồng toàn quốc và xây dựng cộng đồng đa quốc gia. Thì đó là những cái ưu điểm mà công nghệ blockchain đem lại. Và công ty chúng tôi thì là một trong những công ty mà đang ứng dụng tuyệt đối về cái công nghệ blockchain này. Thì cảm ơn đã lắng nghe. Rõ ràng với cái công nghệ này thì nó đóng góp một cái phần hết sức thiết thực và hữu ích cho mỗi công nghiệp, mỗi công ty, mỗi doanh nghiệp đúng không ạ? Còn đối với ông Jack Chen thì sao? Ông cảm thấy cái ưu điểm khi mà các doanh nghiệp của chúng ta ứng dụng công nghệ quản trị 4.0 và blockchain là gì? What is the advantage of the business using 4.0 management technology and blockchain? 可以这么讲，区块链未来在整个中小型企业发展过程当中，包括很多大型的企业，一定会用区块链技术去解决很多的企业的一个运作的效率。第二个就是通过区块链技术，能够解决很多企业与企业之间的合作的一些整个协议。 包括一些通过一些智能化的条约，当达成了这个过程当中，让合作之间更加诚信高效。第三点也是未来，特别是对中小型企业解决第一个难题，就是什么呢？如何解决企业的融资问题？那我相信区块链这样的一个理念，也是未来通过区块链。 加上供应链的金融，可能就是更好的缓解解决中小企业前期发展资金问题。我相信这也是未来整个区块链在企业运营过程当中最好的一种方式。所以目前为止，整个区块链在全球的发展，包括对传统的整个互联网的发展，也是新的一次技术的整个革命。我相信未来。 所有的一些新型的企业或者传统的企业，没有运用区块链技术，可能在发展的阶段会做到很大的冲击和竞争。我先讲这里。对啦，对于各位企业，应用blockchain，现在我个人认为blockchain将来是应用比较多。 đặc biệt là đối với các doanh nghiệp chung vừa và nhỏ, đặc hay ngay cả đối với các doanh nghiệp lớn thì là nó có thể giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Đầu tiên đó là giải quyết về cái hiệu suất làm việc của các doanh nghiệp. Cái thứ hai đó là có thể giải quyết được các cái vấn đề về hợp tác giữa các doanh nghiệp, thì là chúng ta có thể sử dụng những cái hợp đồng thông minh, và như vậy thì sẽ tăng hiệu suất rất là nhanh chóng. Và ngoài ra thì đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì là bọn có thể giải quyết được cái vấn đề huy động vốn của họ, bởi vì hiện tại mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì gặp rất là nhiều khó khăn trong cái vấn đề huy động vốn. Nếu mà chúng ta có thể sử dụng được blockchain vào trong ứng dụng trong doanh nghiệp thì là có thể giải quyết được những vấn đề tài chính
của họ và vấn đề vốn của họ. Đây là một cái phương pháp tốt nhất trong tương lai của các doanh nghiệp. Và tôi tin rằng blockchain là một cái cuộc cách mạng lớn trong cái ngành công nghiệp của thế giới trong hiện tại và tương lai. Chỉ cần ứng dụng thì là có thể giải quyết được những cái vấn đề bất cập của họ. Còn nếu mà chúng ta không sử dụng những cái, chúng ta không áp dụng cái công nghệ blockchain này thì doanh nghiệp của chúng ta rất là nhanh chóng bị thay thế. Rõ ràng là với việc mà khi mà ông đã nghiên cứu chuyên sâu về blockchain và đã có một thời gian đào tạo khá là nổi tiếng ở Trung Quốc rồi, thì với cá nhân ông cảm thấy là cái xu hướng khi mà doanh nghiệp của chúng ta áp dụng công nghệ 4.0 hoặc blockchain này nó đã thay đổi như thế nào trong những năm vừa qua và cái thời gian gần đây?所以说，更讲就是这些智能化跟终端的一些做一个共生化的这个衔接，特别应用一些大数据，能够解决企业跟终端市场的一个衔接问题。在大数据处理上面，那么更需要很多一些分布式的技术，可能区块链对解决未来的工业试点，包括物联网、包括人工智能，可能区块链技术是一种最好的一个解决方案。那么也更好的解决了它的整个数据的安全性和精准性。同时也保证了它的一个私密性，这样的话就保证了它整个数据的安全。所以我相信未来能够实现全球化的一个整个工业试点的发展，整个区块链技术。 一定能够在整个这个板块得到一些广泛的应用，当然目前的现状，整个区块链的技术的现在的探索还属于初级阶段，随着整个4G到5G全球的普及化，我相信当5G的发展过程当中，一定会推动区块链的发展，包括工业试点的发展，包括。 我们这个人工智能、物联网的发展，这需要5G的基础设施的广泛的推广和应用，我相信这也是未来发展的一个最基础的条件。我先谈到这里。 Thì trong tương lai thì tôi tin rằng là cái việc là chúng ta sẽ ngày càng sử dụng những cái chức năng gọi là ứng dụng trí tuệ thông minh hóa, và ngoài ra thì các doanh nghiệp chúng ta còn sẽ sử dụng những cái big data để liên kết lại với nhau. Chính vì vậy là cái blockchain thì nó có thể giải quyết được cái sự liên kết về gọi là sự giải quyết. Nếu mà blockchain mà giải quyết được, họ sẽ giải quyết được cái sự liên kết về internet và giải quyết được cái sự liên kết về số liệu. Và ngoài ra nếu mà chúng ta có thể ứng dụng cái blockchain thì có thể đảm bảo được cái sự an toàn và chuẩn xác. Và nó cũng có một cái vấn đề khác, đó là cái tính bảo mật của blockchain cũng sẽ được giải quyết. Và tôi tin chắc rằng khi mà cái công nghệ 4.0 mà nó được ứng dụng thì nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề hiện tại đang gặp phải của các doanh nghiệp. Và đặc biệt là nếu mà trong tương lai mạng 4G và 5G mà phát triển, đặc biệt là mạng 5G thì sẽ thúc đẩy được cái sự phát triển của blockchain và công nghệ 4.0, và cũng đặc biệt nữa là cái trí tuệ nhân tạo và tất cả những cái yếu tố này là một cái điều kiện tiên quyết để phát triển. Vâng, xin được cảm ơn ông. Và quý vị thân mến, đó là phần hội thảo của chúng tôi, phần tọa đàm vừa rồi với các quý vị khách mời. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn các quý vị khách mời đã đến với buổi tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin được mời ông Nguyễn Dũng Long,